Dạ vâng, em Tùng xin chào anh em. Hôm nay em về từ Mỹ, cái con robot Roomba 860. Cái con này rất là rẻ. Mình cũng đưa ra giá thì cũng rất hợp lý, 5 triệu. Thì máy này nó là thị trường Mỹ về và USA luôn. Thì mình sẽ cua ra và gửi cho anh em xem. Cái dòng T-Robot là cái dòng đỉnh nhất của tất cả các thương hiệu về làm hút bụi. Rồi, mình sẽ gửi đến anh em cái hút bụi T-Robot 7 Series 8 nha anh em. Dòng 860. Đây. Rồi, mình sẽ gửi đến anh em. Đây, một cái sạc. Sạc này nó tự động nó quay về, nó sạc. Đây là một cái dây nguồn. Rồi, mình sẽ cho anh em xem. Ok, nó chỉ có 5 triệu và thương hiệu rất là đúng. Vâng, và hàng này hàng new từ hãng. Mình chưa có lột cái này, này lên nha anh em. Đây, neo luôn, rất là bóng lón luôn. Roomba. Thì cái này là mình sạc pin vào và mình setup ở trên máy này. Và ở điện thoại thì nó sẽ tự chạy theo cái yêu cầu của anh em. Đây là hàng neo chưa qua sử dụng và cái cao su cuộn vào. Model là 860. Đấy. Rất là pro. Hai camera, bốn camera. Cái hút bụi ở đây. Đấy. Vâng, và cái hút bụi này chỉ có là em đang thanh lý là 5 triệu. Anh em quan tâm liên hệ 0962 232 150. Em Tùng xin cảm ơn anh em. Hàng new chăm chăm, giá thanh lý chỉ có 5 triệu thôi nha anh em. Cảm ơn anh em.